gọi nữa lắp đặt cho ông anh tại Hải Phòng cặp la 4726 anh em. À, thêm cặp monitor này và CPL. Xếp tặng rất đáng chừng. Đây cái nào bao nhiêu 3.6. Tiếng quá ngoạt luôn anh em nhá. Nhà anh chúng em xóm nhỏ, nhà em chúng em hát như ca sĩ luôn. Nó 4726A thì tiếng của nó mới cực kỳ mạnh và chi tiết luôn. Quá hết ý luôn anh em. Hạt như đàn nguyên và tiếng nó cực kỳ sạch luôn. Người ta ôi em gấm lúa, còn anh cho em nhân còn, thì em phải vậy mà tâm gì. Alo, alo, alo. Tiếng hay không? Hết ý luôn, lời quá ngoạn luôn, ngoài. Rất tuyệt vời luôn. Ngày nay bên em lắp cho 4726 A à, và sử dụng có đẩy cao 3006 VZ. BFC-12 cao cấp. Tiếng mịch quá ngoạn và sạch sẽ. Anh em nghe nó vậy chi tiết ở đàn đánh guitar nhá. Đánh thêm một cặp loa này thì quá hay này.